Xin chào mọi người. Chiều nay cửa hàng Móng Cái Green lại tiếp tục lên một cái video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cưa xích của hãng Husqvarna 136. Hàng sản xuất tại Mỹ các bạn nhé. Husqvarna của Thụy Điển. Thương hiệu Thụy Điển, nhà máy của Thụy Điển, nhưng mà nhà máy của nó sản xuất tại Mỹ. Hàng này là hàng công suất tầm trung 36cc, thích hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Gia đình chúng ta mà sử dụng để cắt củi này, rồi là dọn vườn, hoặc là những con này có thể là chúng ta mang đi để hỗ trợ khai thác, hoặc là một số các bác thợ mộc thì có thể là sử dụng những con máy này để pha chế những cái khúc gỗ nhỏ, thì con này là một sự lựa chọn rất là hợp lý. Đây là một cái sản phẩm chính hãng của Husqvarna, rất đẹp. Nó là sản hàng của Thụy Điển và sản xuất tại Mỹ, xuất sang thị trường Nhật Bản. Hiện tại bây giờ thì cửa hàng Móng Cái Green đang bán với giá là cực kỳ rẻ luôn, để cho các bạn có thể là mua về sử dụng gia đình cho nó. Ok, đây là cái tem bằng nhôm nó đính trên ở cái lốc máy các bạn nhé. Husqvarna Thụy Điển, made in USA, Husqvarna 136. Số seri của máy là 04 này, 21598. Con này công suất là 26cc, đây thông số nó đây, 36cc. Đầu máy không bao gồm nam xích, không bao gồm nhiên liệu thì nó nặng 4,5 kg. Gia tốc của xích này, gia tốc của nó này 17,6 m/s, độ ồn là 95,7 dB. Tuyệt vời. Nó sử dụng một cái nam 40 phân, phần cắt được là 35 phân. Ốp nam thì có hai con ốc để giữ nam, hai con ốc siết ốp nam. Hàng tuyệt vời. Công tắc đây, gạt sang phải là tắt, gạt sang trái là mở. Nắp bình đựng xăng pha nhớt, và đằng trước này là nắp bình đựng nhớt bôi trơn nam xích, nó có biểu tượng ký hiệu này. Hàng đẹp. Con này thì có cái áo màu đỏ hồng. Đây là cái ốc chỉnh canopy bên trên và ốc chỉnh xăng chỉnh gió bên dưới, khá đẹp, khá ổn, hàng chuẩn các bạn nhé. Còn zin nguyên bản chưa qua thay thế sửa chữa, cửa hàng mới có vệ sinh thôi. Tất cả mọi thứ là đều nam xích, được cũng đều zin của nó. Con này thì bên Nhật kia là cái chủ nhân trước của nó là khá ít sử dụng, thế cho nên là máy móc của nó là còn khá là ok, khá là ổn. Sau đây mình sẽ test nổ tiếng máy để cho các bạn tham khảo. Vì là trên mình đặt trên cái cối đá này cho nên là nó sẽ, nếu nổ thì nó sẽ làm cho cái ma sát nó cọ vào máy, nó sẽ xước, nó sẽ xấu. Mình sẽ kê lên cái miếng vải này cho nó đỡ xước. Mình chỉnh guarantee nó hơi thấp rồi các bạn, vừa để thấp quá. Chỉnh gan đi to lên một chút thì nó dễ lổ hơn. Công tắc đây các bạn nhé. Công tắc đây. Mình sẽ thao tác lại cho các bạn xem. Máy thì rất dễ lổ, giật phát nào ăn phát đấy luôn. Để lâu thì chúng ta phải kéo ne gió ra nhé, và chúng ta giật vài cái, khi nó có tiếng ho tiếng nổ một cái thì chúng ta bóp ga cái để cho nó nảy ne gió về. Đây là ne gió tự động các bạn ạ, ne gió tự động các bạn ạ. Đấy, rất tiện. Bọn này thì nó không cần phải núm bơm xăng, mà chúng ta đóng ne vào thì kéo thì nó sẽ tự nó hút xăng lên. Máy rất dễ lổ đấy các bạn nhé.
tiếng nổ garanti rất là ngon. Rất là ngon, rất là ngọt. Rất là ok, máy rất là bốc. Bọn này thì nói chung nó 36cc. Thì sử dụng gia đình ok. Đối với một số bác ở Lạng Sơn ấy, thì hay mua cái con này về xong là thay chuông. Thay chuông xong là lắp cái nhông đồng tiền vào và thay nam xích to hơn để đi khai thác. Đấy. Họ thích cái con này bởi vì nó nhẹ mà nó khỏe. Người ta thay nam xích vào đi khai thác bình thường nhé các bạn nhé. Bởi vì thích xích zin của nó thì nó sử dụng cái loại xích nhỏ. Thế cho nên là chúng ta mà đi khai thác thì cắt nó chậm mà nó nâu. Chỉ cắt gia đình thôi thì nó ok. Nhưng mà người ta khai thác thì người ta sẽ phải thay nam xích to. Thay người ta sẽ thay nam Latin và thay xích to. Tuyệt vời. Giá con này thì cũng rất là hợp lý thôi. Giá của nó cũng bằng cái con giá Husqvarna 36 sáng mình bán. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì nên liên hệ ngay với mình qua số Zalo là 0983 804 084 để đặt mua hàng nhá. Giá của sản phẩm và số điện thoại thì mình luôn ghi phần mô tả video. Còn hàng thì còn giá và hết hàng thì mình sẽ ghi là đã bán để cho các bạn tiện theo dõi. Khi mà các bạn thấy là đã bán rồi thì các bạn có thể là thôi không hỏi con đấy nữa mà hỏi. Ví dụ như liên hệ với mình qua số Zalo để hỏi cửa hàng còn con nào giống như thế không nhá. Thì mình sẽ báo giá và mình sẽ báo hình ảnh cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhá.